chúng tôi xin cảm ơn quý vị và tiếp tục với chúng tôi ở phần 2. Phần 2 này anh Điệp sẽ trình bày quý vị về vấn đề kinh tế ở tại à, xã Việt Nam như thế nào. Và yeah, anh Điệp sẽ trình bày quý vị cái anh. Yeah. thưa anh, mới vừa một vài ngày qua thì chúng ta thấy trên mạng xã hội có đưa nhiều cái tin tức mà kể cả những người tin đưa tin họ cho rằng đó là cái chuyện nực cười. Đó là cái chuyện mà ở bệnh viện chợ rẫy là có thể nói là cái bệnh viện tuyến đầu và lớn nhất của cả nước thì trước giờ thì các cái xe hồng thập tự từ các nơi tấp nập đi vào ở trong cái bệnh viện đó để mà chuyển người đến cái bệnh viện này để nhờ cấp cứu tuy nhiên từ cả hơn hai tuần qua và cho đến ngày một hai ngày gần đây thì có những cái tin gọi là cái bệnh viện chợ rẫy đã kêu lên cái tiếng kêu cấp cứu vì rằng là các cái loại thuốc men vật lạ hoặc giả là các cái à, chất mà ở bệnh viện cần thì coi như là nó rất là khan hiếm kể cả những cái máy siêu âm các cái máy chụp x qua ngay là ct scan nghĩa là đại khái trong cái nghề y thì người ta có những cái máy móc rất là cần thiết để phụ trợ cho cái việc mà khám chữa bệnh thì các cái máy móc này đã không còn các cái vật liệu vật tư để mà cung cấp và các cái y bác sĩ ở đây đã kêu cứu nhiều ngày qua và cũng không có được giải quyết tường tận. Thì bây giờ xe cấp cứu ở trong bệnh viện chợ rẫy Không phải đưa người đến Mà lại chuyển bệnh nhân đi các cái nơi khác Để mà giải quyết về các cái tình trạng Mà ứ nghẹn và các cái bệnh nhân không được chữa trị đúng mức Đó là vấn đề Là vì rằng Chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua Thì bệnh nói chung là cái Vì cái vụ Việt Á cho nên các cái bệnh viện, các cái vị giám đốc CDC hoặc giả là các cái nơi nghĩa là cần đến chữa trị y tế thì các cái vị mà giám đốc các cái phòng tài chính hoặc giả là các các bộ phận mà gọi là đấu giá để mà mua các cái thuốc men hoặc là những cái thiết bị trong ngành y tế nó đã không ai dám ký, không ai dám đề nghị gì cả vì rằng là Nói chung là vấn đề là cơ chế, vấn đề về tổ chức đã không cho phép các cái vị này can dự vào cái việc mà đấu thầu. Vì rằng là nếu các vị này mà can dự vào thì có thể họ sẽ là những cái vật tế thành đưa ra vì rằng là vi phạm luật và họ sẽ bị sổ khám cho nên các vị ấy bây giờ sợ thì vì lý do đó cho nên như là bí thư thành ủy của cái thành phố Sài Gòn bây giờ thì ổng lại đưa ra một cái thông tư rằng là không có thể chấp nhận cho cái việc gì rằng là thiếu thuốc mà chẳng những là thiếu thuốc không mà còn những cái nguyên thiết bị chứ không phải chỉ là thuốc men không cho nên ông Nguyễn Văn Nên là bí thư đấy ông ra cái 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 lợi rằng là không có chấp nhận các anh làm sao làm miễn là có thuốc chữa trị cho các cái bệnh nhân thì thôi thì ông nói thì dễ lắm nhưng mà cái cách làm để mà có thuốc không phải là đơn giản và nếu mà chúng ta đi cao hơn đi sâu xa hơn thì chúng ta thấy rằng thứ anh khi bà tiến đã từ chức vì một cái ông ông long ông lên làm bộ trưởng y tế và cái ông long này lại mắc vào trong cái vụ việt á và bây giờ ông đang nằm ở trong áp và không có một cây âm bộ, nghĩa là bộ y tế mà lại coi như con rắn đứt đầu và đảng cộng sản Việt Nam họ đã đưa một cái người không có chuyên môn, không có biết gì về y cả để lãnh đạo bộ y tế, phong cho chức bộ trưởng bộ y tế thì anh thử nghĩ một người trước giờ chỉ lo về vấn đề công đoàn, lo về các vấn đề À, vui chơi giải trí cho các em hoặc giả là à, đoàn viên đoàn thanh niên hoặc giả là các cái tổ chức dân xã hội của đảng cộng sản việt nam mà bây giờ qua để mà lãnh đạo bộ y tế thì anh thấy rằng cái sự giải quyết của họ nó sẽ như thế nào cho nên người dân ở việt nam bây giờ ngoài cái bức sống mà như là anh đã thấy rằng là vì rằng là bởi cái tình hình hậu của cái dịch covid cho nên cái việc sản xuất bị đình trệ và cái sự tiêu thụ nó cũng phải chậm trễ cho nên các cái hàng hóa sản xuất không có được tiêu thụ mạnh mẽ và vì vậy cho nên các cái hãng sản xuất đã không còn nhận được đầy đủ các cái đơn đơn hàng sản xuất và cái tình trạng chung là nói chung là các cái cơ sở mà sản xuất nó tập trung ở thành phố sài gòn bây giờ nó không còn nhận được các đơn hàng và các cái nhà thầu các cái nhà sản xuất ở việt nam mà do các cái à, tập đoàn kinh tế của nước ngoài họ không còn nhận được các cái đơn hàng sản xuất cho nên họ đã có thông báo là cho nhân viên nghỉ việc và trước đấy thì anh thấy rằng trong cái dịp tết mà có những cái hãng xưởng nó chỉ cho người ta có hai người công nhân chỉ có 2 triệu đồng để mà hưởng tết thay vì trước đấy là họ lãnh được tháng 13 và cộng với tiền thưởng thì nói chung một người công nhân ngót ghét họ cũng có thể được năm bảy triệu hoặc là 10 triệu bây giờ chỉ còn có một hoặc là hai triệu cho nên cái người công nhân ở thành phố bây giờ người ta lại nghĩ cái cách là người ta trở về quê để mà sinh sống dù rằng quê thì cái sự chi tiêu nó cũng hạn chế nó ít đi và có mắm thì ăn mắm có rau thì ăn rau hoặc giả là người ta ở nhà người ta không có ti, chi tiêu gì cả không phải ra đầu ngõ uống cà phê không phải ăn một tô phở cho nên cái chi phí nó cũng ít đi cho nên trong cái thời gian tới đây thì anh thấy rằng cái tình hình nó rất là có thể nói là nó bi đát chứ không phải là bi đát ấy thế mà ở trên tầng cao của đảng tức là ở trong bộ chính trị như anh nói đó cái việc mà họ đưa một cái người mà từ trước sau tới bây giờ cũng chỉ là hoạt động về công đoàn đoàn thanh niên và vì rằng là có một cái độ tin cậy cao cho nên ông được cắt cắt nhắc và ông làm coi như là Thương trực của ban bí thư trung ương cho nên bây giờ ông được người ta bảo ra ông được đề bạc nhưng mà thật sự ra được có người thì lại nói ra ông được nhào nặng và ông được nắm lên để giữ cái chức đó mà bây giờ anh lại cho nói có nguồn tin rằng là trong cái người mà đưa ổng lên Thì cái người này lại bỏ phiếu Không có đồng ý Thì đây chẳng qua là một cái trò chơi Một cái chuyện mà họ coi rằng là Một cái chức chủ tịch nước Nó nó là là cái chuyện đùa bỡn Thì anh thấy rằng cái 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 tình hình chính trị cao cấp của nước Việt Nam nó chẳng qua nó giống như là một cái trò hề mà khi xưa người ta cho rằng đó là cái ông tướng quản lạc thì đó là cái tình trạng mà thượng trần kiến trúc của chính trị của việt nam như gì vậy thì lại có một cái tin thưa anh người ta bảo rằng bây giờ ở trong nước việt nam của mình đấy đố anh cái người nào giàu nhất ở nước việt nam thì người ta lại bảo rằng không ai giàu hơn cái gia đình của ông tô lâm cả thì muốn biết thì cứ đi xem một cái công ty một cái cơ ngơi của cái người em của ông tô lâm thì biết rằng là gia đình tô lâm nó giàu như thế nào và chính vì rằng là ông tô lâm có thể nói là một cái người trên ông nguyễn phú trọng là ông tô lâm nhưng mà đáng nhẽ trước đây thì người ta bảo rằng ông tô lâm ông sẽ lên chức chủ tịch nước nhưng mà người ta cân đo đong đếm người ta thấy rằng để ông tô lâm làm bộ trưởng bộ công an nó có lợi hơn cho nên người ta chưa chưa có đưa ông tô lâm lên làm chủ tịch nước và tới đây bàn dân thiên hạ thì lại cho rằng cái chất tổng bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng về hưu thì nó sẽ do Dương Đình Huệ đảm nhận thì cái việc này bàn dân thiên hạ à, nó sẽ tiếp tục bàn tới và bây giờ chúng ta lại thấy rằng là ở Việt Nam bây giờ ở dưới thì nó hoàn toàn nó rối rắm gì chuyện kinh tế gì chuyện an sinh gì đủ thứ chuyện cả nhưng mà ở trên thì họ chỉ lo mà phun quán chứ thật sự ra thì họ cũng chẳng có nghĩ đến cái bàn dân thiên hạ là gì vì vậy cho nên cái tình hình của đất nước chúng ta trong nhiều ngày tới đây nó lại sẽ càng bi đát thêm ngoài cái chuyện mà Trung Quốc nó sẽ áp lực đủ mọi chuyện ở trên nền chính trị của Việt Nam mà người ta cho rằng trong cái việc mà bầu chủ tịch nước lại cũng có yếu tố Trung Quốc và Trung Quốc lãnh đạo Trung Quốc là người đầu tiên chúc mừng ông Tân, Quốc trưởng của nước Việt Nam tức là chủ tịch nước đó lại là cũng là một cái ông Trung Quốc ông chúc mừng trước chứ không phải là ai cả vì vậy có thể nói lên là đất nước của chúng ta dưới cái sự cai trị của ông Trọng là càng ngày càng lúng sâu vào sự lệ thuộc của Trung Quốc à, kính thưa anh kính thưa quý vị à, chương trình của chúng tôi đến đây đã tạm ngưng vì chúng tôi không còn giờ nữa thì ước mong quý vị vẫn đón nhận anh em chúng tôi trong các lần phát hình tới xin trân trọng kính chào